Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách chữa mất ngủ giúp bạn đặt lưng xuống là ngủ ngon tới sáng, đơn giản, không cần dùng thuốc. Mất ngủ đôi khi là một hiện tượng sinh lý tự nhiên của con người, phản ứng lại những biến đổi bất ngờ trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng tình trạng này kéo dài thì sẽ là bệnh lý. Nếu không điều trị mất ngủ kịp thời và đúng cách sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về thần kinh và suy nhược cơ thể. Sau đây là cách chữa mất ngủ hay nhất mà bạn có thể tham khảo và điều trị cho mình. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị mất ngủ tại nhà này bao gồm: thứ nhất là khoảng 100g đậu xanh. Đậu xanh giàu vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C, các khoáng chất, chất chống oxy hóa, axit béo omega 3 rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Đậu xanh được chế biến làm món ăn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống viêm và phòng ngừa được nhiều bệnh. Bên cạnh đó, đậu xanh còn là thực phẩm giúp làm đẹp da, chống lão hóa và chữa mất ngủ hiệu quả. Theo đông y, nó còn có một tác dụng đặc biệt trong chữa mất ngủ, kể cả mất ngủ kinh niên. Nguyên liệu thứ hai là 10g đường phèn. Đây là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách các bạn thực hiện thì rất đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị cho mình một bát nước sạch. Bạn cho đậu xanh mà chúng ta đã chuẩn bị vào và ngâm nhé. Chúng ta sẽ ngâm đậu xanh trong nước khoảng 1 tiếng. Việc này sẽ giúp cho đậu xanh khi đun sẽ nhanh nhừ ra. Đây là phần đậu xanh của chúng ta sau khi ngâm được hơn 1 tiếng đồng hồ. Mình sẽ gạn bỏ phần nước này đi nhé. Đây là đậu xanh sau khi được rửa sạch. Giờ bạn cần chuẩn bị một cái xoong. Bạn cho toàn bộ đậu xanh này vào xoong. Sau đó bạn cho vào xoong khoảng 1 lít nước. Giờ thì bạn cho xoong lên bếp đun cho mình nhé. Khi mà nồi đậu của chúng ta đã sôi thì bạn cho nhỏ lửa và đun thêm khoảng 1 tiếng nữa nhé. Đây là nồi đậu của chúng ta sau khi đun được hơn 1 tiếng. Mình sẽ đổ nó ra bát cho các bạn quan sát nhé. Đây là bát đậu xanh của chúng ta. Giờ bạn cho đường phèn vào và đảo đều cho đường tan hết ra. Các bạn thấy không, những hạt đậu của chúng ta đã được ninh nhừ ra rồi đấy. Các bạn cho đậu xanh nấu đường phèn ra bát và thưởng thức khi còn nóng. Các bạn cũng có thể cho thêm một chút sữa tươi đặc để tăng thêm vị ngọt béo, có công dụng thanh nhiệt, làm đẹp da và điều trị chứng mất ngủ hiệu quả. Và liều lượng của phương pháp chữa mất ngủ bằng đậu xanh nấu đường phèn như sau. Đối với người lớn thì dùng 2 đến 3 lần trên tuần. Đối với trẻ em thì nếu trẻ em trên 2 đến 3 tuổi mới được dùng ít đậu xanh để nấu cháo hoặc nấu chè. Không nên ăn đậu xanh nấu hàng ngày vì sẽ gây tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Với phụ nữ có thể dẫn tới các bệnh phụ khoa như chướng bụng, đau bụng kinh. Tuyệt đối không được áp dụng trị mất ngủ bằng đậu xanh kết hợp với các bài thuốc y học cổ truyền. Bởi đậu xanh có tác dụng hóa giải thảo mộc, từ đó làm mất công dụng của bài thuốc đông y. Bài thuốc hay từ đậu xanh đường phèn ở trên có thể chữa bệnh mất ngủ rất tốt, nhất là đối với những người mất ngủ lâu ngày hay thường xuyên căng thẳng trí óc.
Như vậy thì mình vừa chia sẻ cho mọi người những thông điệp hữu ích về cách trị mất ngủ bằng đậu xanh. Hãy lưu lại để áp dụng nhé cả nhà. Chúc các bạn thành công và luôn có giấc ngủ ngon. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.